Rồi, xin chào cả nhà. Hôm nay là cô Kim Loan nè. Cô muốn thử nghiệm với lại cái chiếc loa TK-T18. Cô nói là cô thử ngồi trên chiếc xe của cô hát như thế nào. Và bây giờ thì xin mời tất cả khán giả nha. Chúng ta hãy cùng nghe thử là chiếc loa đang để dưới chân cô, để trong cái không gian của chiếc ô tô cô đang ngồi. Thì cả nhà mình nghe thử cái âm thanh nó như thế nào, nó ra rất là hay. Và cô hát xong cô sẽ cảm nhận nha cô. Cô hát bài gì cô? Ngõ hồn quanh đêm. Dạ rồi, để con xin mời khán giả. Dạ. Dạ. Để con chỉnh. Chiều bàn giao cho vùng đêm đen biên giới, theo cánh quân anh đóng phen lưng chừng đôi, nghe muôn côn trùng than trong đêm trường, sầu thương thế nhân hồn dung tiềm thức xoay trong vùng thương nhớ, lén lén đưa anh qua bến mộng ngày xưa. Chuyện ngày xưa chia đều ra hai phe đánh, anh lấy cây làm súng bên em diệt thù, phe kia ngang tàng xua quân đốt nhà, đuổi hai đứa ta cho chơi tui xanh, đôi bên cùng nhau đánh tướng sát lẫn nhau như hoang thù nghìn thu. Tháng tháng tìm nôi thơ ấu ra đi, anh ra từ cuộc chơi đó, đêm tiên đưa anh quay gón son mềm, em đêm dài cây số thương gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô, nơi tuyến đầu nằm thao thức giây phút suy tư, xanh giấc mơ gầy nghe trái sầu rụng nửa đêm, nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối, anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời, xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phải nhạt hương sắc, anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này.
tim nối, thơ ấu ra đi anh ra từ cuộc chơi đó. Đêm tiên đưa anh quay gón son mềm, em đêm dài cây số thương. Gói ghém quá khứ trong chiếc ba lô, nơi tuyến đầu nằm thao thức. Giây phút suy tư xanh giấc mơ gầy, nghe trái sầu rụng nửa đêm. Nhìn hòa châu lưng trời soi chia đêm tối, anh ngỡ như ngày cưới hoa đang ngập trời. Xin em tin rằng đôi ta bây giờ dù xa cách nhau, tình yêu ngàn năm không phải nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này, tình yêu ngàn năm không phải nhạt hương sắc. Anh hứa yêu em trong suốt cuộc đời này. Rồi, cảm nhận của cô khi hát chiếc loa này ở trên trên xe hơi, cô thấy thì sao? Cô thấy âm thanh rất là nhẹ, cô hát không biết mệt. Dạ, nhưng mà cái bass nó dày hơn đúng không cô? Nghe nó rất là chất lượng. Dạ. Chất lượng mà cô thác không thấy mệt thì cô hát nữa nha. Dạ, bây giờ con sẽ chở cô đi thêm vòng chơi đi, cái mình kiếm chỗ nào có người cái hát cho người ta nghe với cô ha. Cô giờ cô hát cái chục bài cũng không thấy mệt đâu. Với cái âm thanh nó nhẹ quá. Dạ, bây giờ con cháu mình đi vòng chơi rồi hát tiếp.